Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 15 ngày 12 tháng 6. Tổ tuần tra cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu phát hiện một xe ô tô con đỗ bên đường và có một người đàn ông bước xuống với tinh thần hoảng loạn. Tổ công tác tiếp cận ngay chiếc ô tô và phát hiện cháu bé có dấu hiệu ngừng tim, tim tái. Ba chiến sĩ Nguyễn Văn Bắc, Chu Văn Hải và Dư Văn Chí phân công một người lái xe thay ông bố, hai người sử dụng xe đặc chủng cảnh sát giao thông bật đèn, còi ưu tiên để dẹp đường, nhanh chóng đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu. Được biết, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.